Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nhà các anh, các chị và các bạn chống dịch đến đâu rồi ạ? Đúng theo phương châm của Thủ tướng, chống dịch như chống giặc. Nhà em ở nhà hoàn toàn rồi ạ. Và hôm nay thì thấy một cái chiếc máy làm rau giá sạch rất chi là tốt, hiệu quả và sản phẩm ra làm ra chất lượng mà rất chi là nhàn, không cần phải thay nước, dúng nước cho rau giá mà máy nó sẽ hoàn toàn tự động, chỉ việc ngâm giá, ngâm đỗ 6 đến 8 tiếng, cho vào khay, cho nước xuống dưới thân máy và cắm điện, bật nút lên là máy sẽ tự động tưới theo đúng cài đặt của chế độ máy rồi. Sẽ biết là lúc nào là rau sẽ cần phải tưới nên là sẽ thi thoảng nó sẽ tự bật tự tưới, không cần phải mình không cần phải để ý đến nhiều. Sau 3 ngày là nhìn qua cái thân máy trong đấy là biết lúc nào rau giá được ăn là lấy ra ăn thôi ạ. Hôm nay nhà em vừa có mẻ rau giá ngon nên là quảng cáo với các bác cái